Xin chào cô chị chú bác và tất cả các anh các chị và các bạn quay lại với kênh Hương Vị Quê Chín. Hôm nay cũng là đầu xuân mới, Hương Vị Quê Chín có lời chúc mọi người một năm mới vạn sự bình an, tình cảm chứa chan, vui tươi xinh đẹp, công danh thăng tiến, việc làm phát triển, luôn gặp người hiền, phúc lộc như tiên, Phật che Phật chở, não phiền tháo rỡ, đạo lý vuông tròn, gặp gỡ hiền nhân, mọi phần toại ý, cũng là năm mới. Đây là cũng là cái dịp để mọi người được chúc nhau những cái lời có ý nghĩa để bước sang năm mới được nhiều niềm vui và xuân tài lộc, Tết an lành, năm thịnh vượng. Hôm nay Hương Vị Quê Chín lại chia sẻ cho cô dì chú bác và các chị và tất cả các bạn một cái mẫu nhà này, cũng là nhà cấp 4 và cũng đẹp. Cô dì chú bác và các anh các chị cùng tất cả các bạn nhìn mẫu nhà này có đẹp không ạ? Nay Hương Vị Quê chia sẻ cái mẫu nhà này là nhà cấp 4 cùng quê nông thôn, dễ làm, dễ thi công và nó cũng gọi là chi phí thấp, nhưng nó làm vẻ mắt. Mẫu nhà này thì mái tôn bằng tôn PU form, rồi tường cũng làm bằng tôn PU form, trông cũng đẹp mắt. Mỗi người một cái thích màu, ta thích màu nào thì ta ưng màu đó. Cửa thì cũng bằng nhựa cửa kính, rồi là gờ chỉ góc cạnh cũng là bằng nhập nhựa được tạo thành gờ chỉ hào chỉ đẹp. Cái nhà này thì cái nền cũng làm cao một chút, đây là vùng nông thôn, ta muốn làm cao lên để cho nó thoáng mát. Còn khi làm nhà xong thì ta trang trí thì là của ta. Còn về phần của bên vườn hoa cây cảnh thì cả nhà cô dì chú bác cùng các chị nhìn thấy có đẹp không ạ? Rất đơn giản và rất nhẹ nhưng rất đẹp. Cái khuôn viên của cái sân này tạo lên một cái không gian rất là đẹp mắt. Cây hoa lá cảnh sẽ tạo lên cho mình một cái thật là vui. Khi ta buồn, khi ta vui hoặc ta có một cái điều gì chán trở, ta ra sân thì ta tất nhiên ta sẽ nhìn thấy khung cảnh của sân vườn nó đẹp, nó trở lên sinh động thì ta sẽ quên hết mọi sự buồn vui, thì ta sẽ đem lại những cái sự tốt nhất trong cuộc sống. Đó là điều cô dì chú bác và các anh các chị và tất cả các bạn ta cố gắng. Nhà không làm to được thì ta làm nhỏ, thì ta sẽ làm một cái sân vườn cho nó hợp lý, không cây đắt tiền nhưng ta tạo lên một cái không gian của cái vườn nó đẹp, thì nó sẽ mang lại cuộc sống của ta nó vui vui hơn. Còn các mẫu này thì cô dì chú bác và các anh các chị và tất cả các bạn nhìn thấy có đẹp không ạ? Cái mẫu này thì đúng là nó cũng hơn cầu kỳ một cái mẫu trước một chút, nó cũng là tương đối đẹp đấy, rất cầu kỳ đấy. Nhà này cũng là dạng nhà cấp 4, thế nhưng cấp 4 cao cấp. Nhà này thì cái phần mái thì ta sẽ nâng cao lên một chút thì để ta làm một cái gác xếp ở trên, thì tự nhiên cái không gian chỗ ở sinh hoạt của ta nó sẽ được nhiều hơn. Cái nhà này thì nó rất cầu kỳ, nó được trang trí với cái hình thức thật bắt mắt. Nhà này thì về cái diện tích thì nó cũng đất thì nó cũng nhỏ hẹp thôi, thì nó cũng phù hợp với không gian ở nhà nông thôn miền quê. Khi ta sẽ xây một cái mẫu nhà như thế này thì ta sẽ có một cái khung vườn rất hợp lý. Cô dì chú bác, đây là cái mái tôn bằng nhựa, nhựa rất bền, nhựa làm bằng nhựa cao cấp. Màu thì mỗi người thích màu khác nhau. Cái nhựa, mái nhựa này thì nó cũng là bền lắm, nó tốt lắm. Thế còn tường thì ta cũng làm bằng tôn PU form. Cái nhà này thì nó cũng là tương đối cao và nó trang trí ở những cái bậc tam cấp đằng trước ở bên hông và cả đằng sau nữa. Tất cả là mặt tiền nó hình như nó được mở cửa bốn xung quanh. Thì cái nhà này được trang trí, chỗ này được trang trí, nó nhà cấp 4 cao cấp này nó rộng như nhà vườn. Cô dì chú bác nhìn thấy có đẹp không ạ? Rất đẹp, Hương Vị Quê thấy rất đẹp. Nó cũng vừa, nó không đến nỗi lớn to lớn lắm. Đó là cái mẫu này thì Hương Vị Quê cũng mong muốn cô dì chú bác và các chị và tất cả các bạn sẽ cố gắng làm cho mình một cái nhà có một cái không gian đẹp như thế này. Còn cái sân vườn thì cũng là cầu kỳ, để cho cái cảnh vườn nó hợp với cái nhà như thế này thì Hương Vị Quê cũng có tạo lên để có một cái mẫu đẹp. Cô dì chú bác và các anh các chị và tất cả các bạn, khi ta cây không đắt tiền nhưng ta trồng một cái cây nên rẻ tiền, thế nhưng khi ta bố trí nó từng khu nhỏ và nó hình hài một chút, nó có một cái không gian sống động, thì trong cuộc sống hàng ngày ta ra ta ngắm thì nó sẽ tạo lên một cái sự sống của ta nó được vui vẻ hơn. Cái bậc thềm này thì nó cũng là nền nhà cao, khi ta làm
thì ta sẽ tạo lên một cái kiểu cách như cái mẫu nhà này, thì nhìn nó rất đẹp. Hương Vị Quê cũng mong muốn mọi người sẽ làm cho mình một cái nhà nó vừa phải nhưng nó có một cái nhìn nó sống động. Chúc quý vị, chú bác và các anh các chị và tất cả các bạn có một năm mới vui vẻ. Còn mẫu này thì Hương Vị Quê chín cũng giới thiệu với cô dì chú bác và tất cả các anh các chị và các bạn. Cái mẫu này thì nó cũng là dạng cầu kỳ nhưng nó đẹp, thật đẹp đấy. Cái nền để tạo lên cho cái nhà này thì ta sẽ làm cao, vì là cái nhà này nó cao thì nó sẽ nổi. Cô dì chú bác nhìn thấy cái nền nhà này nó cao không ạ? Nó cực cao đấy. Đó. Khi đã được cái nền rồi thì ta sẽ làm một cái nhà. Nhà này thì nó cũng về bên xây dựng thi công thì nó cũng nhanh thôi. Nó là nhà kiềm chế. Đó. Được làm kiểu cách rất đẹp. Thì trên cái mái thì ta sẽ làm một cái tum nữa để cho có một cái không gian nó rộng thêm để ta sử dụng. Cái nhà này cũng bằng là lập tôn thêm PU con được chống nóng chống ổn, form ở mức độ dày cũng tùy theo người dùng 2.5 phân đến 5 phân. Nếu mà dùng độ 5 phân thì nó cực kỳ là nó chống ổn và chống nóng cực chuẩn luôn, cái độ bền cao. Cô dì chú bác có nhìn thấy cái nhà này là màu sơn nhưng nó sẽ có một cái phủ tuyết ở trên, nó là đây là chống thấm và chống mốc. Khi ta lập tôn xong thì ta phun nó rất tốt, nó độ bền của tôn nó cao lên hàng mấy năm rồi. Thế còn về trang trí cái nhà này thì cửa lan can nhà đều có, tất cả là cũng bốn xung quanh luôn, nhưng làm bằng khung thép gọi là nhà kiềm chế. Và cửa sổ cũng khung bằng nhựa và kính cửa đi. Cô dì chú bác nhìn vào cái nhà này thì cũng thấy đẹp. Còn về cái phần sân vườn cây cảnh thì cũng xây theo bồn hoa từng cấp một để theo cùng với cái nền nhà. Vì cái nền nhà này nó cao thì ta phải xây từng cấp một để ta làm cái bồn hoa và để ta trang trí cho nó đẹp. Cho nó đẹp, nó thì không đến nỗi tốn kém lắm, nó đơn giản thôi, nó dễ làm, dễ xây dựng, dễ thi công, mà nó cũng không phải là dạng nhiều tiền. Ta chỉ cần ta mua những cái cây nó bình thường thôi, không cần phải cây lâu năm, ta phải ta trồng ta tạo ra thì nó sẽ được cái vườn hoa như ý mình. Hương Vị Quê cũng muốn cô dì chú bác và tất cả các anh các chị và các bạn có một cái nhà không to, không đắt tiền lắm, nó chỉ vừa với cái hoàn cảnh gia đình của nhà mình, và một cái sân vườn tự mình tạo lên đấy, nó theo cái hình hài của cái nhà, theo cái hợp của cái mình của mình và theo cái sự sở thích cây gì là của mình, thì đấy là mình tự mình làm thì nó đẹp, mình mua về hoặc là mình mua cây giống mình trồng. Còn cái nhà này thì cũng trang trí còn nó tạo lên một cái không gian nhà cũng là nhà cấp 4 ba gian cũng là bằng tôn. Thế còn tường cũng bằng tôn PU form. Thế còn cũng thềm bậc cao, thềm bậc này thì cũng là tương đối cao. Rồi nhà cũng xây cùng giễu, nó chỉ có mỗi đằng trước thôi và bên hông nó không bốn xung quanh như những nhà kia. Nhà này thì được trang trí thì cũng rất đơn giản. Nói về công thợ thì cũng dễ làm và cũng đơn giản. Cái lan can của hiên nhà cũng được làm cũng đẹp. Hương Vị Quê cũng mong muốn cô dì chú bác và tất cả các anh các chị và tất cả các bạn làm cho mình một cái nhà ưng ý. Hương Vị Quê cũng làm một cái video để có những cái mẫu nhà cho cô dì chú bác và tất cả các anh các chị và tất cả các bạn tham khảo hình mẫu, ai thích mẫu nào, ai thích kiểu gì thì làm. Đây là cũng tạo lên những cái hình ảnh, những cái không gian của khuôn viên nhà, từ cái nhà cho đến cái khuôn viên cây cảnh, cũng mỗi người một ý. Nhưng đây là cũng là cái video để Hương lên cái cô dì chú bác những cái mẫu nhà đơn giản gọn nhẹ nhưng nó đẹp, nó dễ làm. Cái mẫu này thì cái nền thì cao rồi, còn cái khuôn viên cây cảnh thì nó cũng đơn giản, nó không cầu kỳ lắm, nó thi công thì nó cũng dễ. Đây là cái mẫu nhà cấp 4 ba gian
của vùng quê nông thôn. Đến đây thì cũng chuẩn bị hết video. Hương vị quê cũng mong muốn cô dì chú bác cùng các anh các chị cứ mạnh tay like cho Hương vị quê và chia sẻ và nhấn vào đăng ký và kích hoạt chuông thông báo để khi nào Hương vị quê có những video mới thì cả cô dì chú bác và tất cả các anh các chị là sẽ được biết sớm nhất để được xem những cái mẫu nhà của Hương vị quê chia sẻ cho tất cả cô dì chú bác và các anh các chị và tất cả các bạn. Chúc mọi người và sự lưu ý gặp được nhiều điều tốt lành.